Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, nhiều ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em trên màn hình của quý vị và các bác đây. Thì đây đang là bộ combo mà được rất là nhiều bác tin dùng và sử dụng. Và một bộ combo như trên màn hình của em đây là em đã ghép cho rất là nhiều bác và được các bác ủng hộ rất là nhiều. Hôm nay thì xin phép quý vị và các bác em giới thiệu lại bộ combo này và em test thử bộ combo này cho quý vị và các bác chúng ta cùng thưởng thức. Vâng, và sắp đến mùng 8 tháng 3 rồi, một bộ dàn karaoke như thế này tặng cho các chị em phụ nữ thì còn gì bằng nữa, đúng không ạ? Để cho các chị em phụ nữ chúng ta hát karaoke và nghe nhạc thì thôi rồi luôn, quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Cặp loa này là cặp loa JBL Passion 12, hàng bãi Mỹ xịn và giá của nó chỉ có 5 triệu 500 ngàn đồng mà thôi. Đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm đầy đủ dây jack cho quý vị và các bác rồi. Đấy. Và một thùng loa của nó thì được trang bị là một bát 30, 2 chung và 2 chép. Đấy. Cặp loa này thì chúng ta có thể để nằm, để đứng hoặc là chúng ta treo lên thì đều được. Đấy. Vâng. 5 triệu 500 nghìn đồng quý vị nhé. Và có cả ngày tháng năm sản xuất. Bên em đã có video bên em tháo nội thất ra rồi. Đấy. Vâng, và sản phẩm thứ hai đó chính là bộ micro không dây WeWatch VK321. Và dòng này thì cảm biến gia tốc, chống rơi, nano kháng khuẩn, chống bám vân tay, chống cháy xước, sóng cực kỳ là ổn định. Vâng, cảm biến gia tốc là khi mà chẳng may mà chúng ta làm rơi đó, chẳng may chúng ta làm rơi xuống đất thì tốc độ nó xuống rất là nhanh, đúng không ạ? Thì cái bộ micro không dây này, chiếc mic này nó tự động nó sẽ tắt đi. Nó sẽ tự động tắt đi và nó sẽ không gây ra tiếng bụp lên trên loa, hay là nó không gây ra những tiếng loa xếp của chúng ta. Nó sẽ không gây cho chúng ta như là cháy loa hay là cháy loa bát hay là cháy loa chép quý vị nhé. Như những dòng mic thông thường thì rất là nguy hiểm. Sản phẩm thứ ba đó chính là chiếc vang liền công suất tích hợp giải mã X7 đa sẽ ưu thích đời mới nhất của năm 2020. Đời mới nhất của năm 2022. Và chiếc vang liền công suất tích hợp giải mã này thì nó đã được tăng cường thêm chip và vi mạch xử lý so với những dòng vang liền công suất tích hợp giải mã X7 DAC Acoustic của năm 2021 quý vị nhé. Đấy. Và dòng này thì tích hợp cổng quang này, USB này, Bluetooth này, hai đường AUX. Và mỗi một cửa ra của nó là 1000W và nó có 4 cửa ra quý vị nhé. Chống chập, chống cháy, tức là chẳng may mà dây loa của chúng ta, dây đỏ, dây đen, tức là cộng trừ chúng ta chập vào với nhau không bao giờ cháy quý vị nhé. Đấy. Vâng, bộ ba sản phẩm toàn hàng xịn và hàng chất thôi. X7 đã sẽ Optic giá 7 triệu. WeWatch VK321 giá 3 triệu, 3 triệu cộng 7 triệu là 10 triệu, và thêm đôi loa này nữa 5 triệu 500 ngàn đồng nữa thì nó mới rơi vào 15 triệu 500 ngàn đồng. Chúng ta đã được bộ combo như thế này rồi quý vị nhé. Chất âm thì cực kỳ hay. Đối với cặp loa JBL Passion 12 này thì chúng ta có thể chơi ở những gian phòng như là 45m2 đến 50m2 đổ lại. Chúng ta chơi cực kỳ hay luôn. Đấy. Những bác nào mà chúng ta đã nghe rồi, đã thưởng thức ở nhà anh em bạn bè chúng ta rồi thì chúng ta biết cặp JBL Passion 12 này đánh cực kỳ là hay và đẳng cấp luôn. Đấy. Bác nào mà chúng ta ở gần cửa hàng Cốc Cốc Audio chúng em thì các bác có thể đến tận nơi để các bác tham khảo là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bác trải nghiệm các bác nhé. Đấy, các bác có thể hát test thử, nghe nhạc thử đấy. Vâng. Bây giờ em sẽ mở nhạc lên test thử và chút xíu nữa em sẽ hát một đoạn bài hát quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và cùng nghe và cùng đánh giá cái bộ combo này. Đấy, cái bộ combo này so với những bộ combo khác giá tầm 14-15 triệu quý vị nhé. Đấy, và bộ này thì chỉ có 15 triệu 500 ngàn đồng mà thôi. Vâng, xin kính mời quý vị và các bác chúng ta cùng lắng nghe.
mà đủ công suất thì nó sẽ phát sáng quý vị nhá. Và nếu mà chúng ta để đứng lên thì chúng ta có thể xoay được logo các bạn nhá. Logo này chúng ta có thể xoay được các bạn nhá. Logo xoay 360 độ được. Vâng, chất âm cực kỳ là hay đúng không ạ? Bass thì rất là sâu, chắc tròn tiếng. Âm chép thì gảy tách tách thôi. Chính bộ dàn này. Đấy, các bác vừa nghe một đoạn nhạc rồi đúng không ạ? Chất âm cực kỳ là hay. Chất âm cực kỳ là hay và rất là mạnh mẽ. Đinh 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 1 2 3 4 rất là thoát tiếng quý vị nhé, rất là thoát tiếng. Đinh 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 3. Bộ dạng này thì chúng ta có thể đứng ở trước loa hay là ngồi ở trước loa, chúng ta hát karaoke đó là chuyện rất bình thường các bạn nhé. Trong diễn biến cực kỳ là tốt. Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ân ái anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hoa em mất tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hương thơ, và dù năm tháng phôi phai, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha vì hè xa. Và khi thu đến anh ôm anh sao cho đến kết thành vương miện, để mùa đông đã cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần đến anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trắng thành đàn, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Dạ vâng, và đây là bộ combo. Bộ combo 15.500.000 đồng mà vừa rồi em vừa test cho quý vị và các bác. Hát karaoke rất là thoáng tiếng và thoát tiếng. Đấy, còn chúng ta nghe nhạc thì thôi rồi luôn. Bởi vì đây nó là cặp loa đa năng, chúng ta có thể chơi được tất cả các thể loại nhạc quý vị nhé. Đấy, được mệnh danh là vua loa nằm karaoke gia đình rồi thì chúng ta không cần phải suy nghĩ một vấn đề gì cả nữa, đúng không ạ?
Và đây là hàng bãi Mỹ xịn quý vị nhé, hàng bãi Mỹ xịn. Đấy, có cả ngày tháng năm, năm sản xuất ở bên trong nội thất quý vị nhé. Mọi chi tiết thì xin quý vị và các bác chúng ta liên hệ về một trong hai số điện thoại đang ở trên tấm biển, hoặc các bác để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video, những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.